Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình công thương phát sóng trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam hôm nay, sau phần tin công nghiệp và thương mại trong tuần, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự đa dạng hóa thị trường, nâng cao vị thế xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam hướng về cộng đồng kinh tế ASEAN 2015. Trong chuyên mục hội nhập kinh tế quốc tế và phóng sự ngành công thương chuẩn bị Tết trong chuyên mục chuyển động công thương, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng các đồng chí lãnh đạo các cấp Đảng, Nhà nước, Chính phủ, lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương đã tham dự hội nghị. Năm 2014 được nhận định là năm có nhiều diễn biến khó khăn, kinh tế chưa hoàn toàn hồi phục, tình hình Biển Đông còn phức tạp. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với quyết tâm và nỗ lực cao nhất đã hoàn thành vượt mức kế hoạch toàn diện tất cả các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, khai thác dầu thô trong nước vượt 1,18 triệu tấn so với kế hoạch năm, đã góp phần vào tăng trưởng GDP cả nước năm 2014. Trong điều kiện quý 4 năm 2014, giá dầu suy giảm mạnh, thu ngân sách gặp nhiều khó khăn, toàn tập đoàn đã nộp ngân sách nhà nước vượt 37,6 ngàn tỷ đồng, góp phần quan trọng để chính phủ cân đối ngân sách. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí cần xây dựng cơ chế để phát huy tốt năng lực của mỗi cá nhân, tập thể trong toàn hệ thống, có các giải pháp quyết liệt cụ thể trước những thách thức và cả cơ hội trong năm 2015. Nhân dịp này, ghi nhận những thành tích đạt được, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động, cờ thi đua của Chính phủ, cờ thi đua của Bộ Công Thương cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương vừa tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác quản lý thị trường năm 2015 và quán triệt chỉ thị số 30 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá. Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã tới dự và chủ trì hội nghị. Trong thời gian qua thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, Cục Quản lý Thị trường, lực lượng quản lý thị trường trong cả nước tiến hành đợt kiểm tra cao điểm nhằm ngăn chặn việc buôn bán vận chuyển kinh doanh thuốc lá nhập lậu. Trong đó, tăng cường quản lý địa bàn, rà soát các tổ chức cá nhân kinh doanh thuốc lá điếu, điểm tập kết cất giữ thuốc lá điếu, nắm chắc diễn biến tình hình để thực hiện tốt hơn việc kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh thuốc lá. Trước đòi hỏi của tình hình mới, để nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu thuốc lá, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đề nghị lực lượng quản lý thị trường cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, nâng cao hơn nữa trình độ nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức để đấu tranh có hiệu quả với các thủ đoạn buôn lậu ngày càng tinh vi. Thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia kinh tế trong nước nhận định, khi cộng đồng kinh tế ASEAN được hình thành, chắc chắn sẽ có những tác động nhất định đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và vị thế xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam nói riêng. Cụ thể là các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có thị trường rộng hơn, nhưng cũng phải chịu sức ép cạnh tranh lớn hơn từ hàng hóa nhập khẩu, sản phẩm dịch vụ, đầu tư của các doanh nghiệp lớn trong các nước ASEAN khác. Hội nhập kinh tế ASEAN đang tiếp tục thu hút sự quan tâm của các nước trong khu vực, thể hiện sự nỗ lực của các nước thành viên ASEAN thông qua tích cực triển khai các hoạt động chuẩn bị cho việc hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN AEC vào cuối năm 2015. Cộng đồng Kinh tế ASEAN sẽ tập hợp nền kinh tế của 10 quốc gia thành viên thành một khối sản xuất thương mại và đầu tư, tạo ra thị trường chung của một khu vực có dân số hơn 600 triệu người và GDP hàng năm ước tính trên 2.000 tỷ đô la Mỹ. Thứ nhất là khi mà chúng ta đã giảm được cái rào cản trong các giữa chúng ta với các nước ASEAN, thì việc luân chuyển nguồn vốn, trước hết là nguồn vốn, thứ hai là kho công nghệ, thứ ba là lao động có tay nghề, rồi là hàng hóa, nó sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Việt Nam thông qua cái việc đó thì chọn được chỗ đứng của mình trong cái phân công lao động của khu vực trước hết, và điều này sau này nó sẽ tác động việc là chúng ta chọn được chỗ đứng trong vấn đề phân công lao động quốc tế nói chung. Trước thềm cộng đồng kinh tế ASEAN, xuất khẩu của Việt Nam sang ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định do được hưởng ưu đãi thuế quan so với tổng số 99% dòng thuế của ASEAN 6 là 0% theo Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN. Đây là thời điểm để các doanh nghiệp linh hoạt, nhạy bén, sớm nhận diện và nắm bắt những lợi ích tiềm năng dự kiến từ cộng đồng kinh tế ASEAN để thúc đẩy khả năng tăng quy mô kinh tế của mình. Năm 2014 và 2015 sẽ là giai đoạn gấp rút để tiến đến hoàn thành mục tiêu xây dựng AEC vào cuối năm 2015.
Điều này khiến doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, không thể chỉ bó hẹp tầm nhìn trong tỉnh, thành phố hay trong phạm vi quốc gia, mà cần phải mở rộng hơn tới thị trường khu vực và toàn cầu. Các doanh nghiệp Việt Nam muốn tận dụng hiệu quả nhất các cơ hội mà AEC mang lại. Điều quan trọng là phải thường xuyên nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu, nhất là các tiêu chí về quy tắc xuất xứ để được hưởng các ưu đãi về thuế quan. Ngoài ra, các doanh nghiệp cần chủ động xây dựng năng lực sản xuất kinh doanh, cải thiện chất lượng mẫu mã sản phẩm để nâng cao khả năng cạnh tranh và xây dựng thương hiệu. Phải thay đổi toàn bộ cái cấu trúc quản trị của doanh nghiệp, hướng cái nỗ lực chiến lược vào cái sản phẩm và trên cái nền những cái sản phẩm ruột của mình đó, để mà khẳng định được cái nguồn lực. Phải có những giải pháp về nguồn lực, giải pháp về quản trị, và vượt ra ngoài cái đấy như tôi vừa mới nói là những cái đề xuất về cái cải thiện cái môi trường vĩ mô để giúp cho doanh nghiệp. Chứ nếu không ấy là không thể cạnh tranh được. Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường ASEAN còn gặp không ít khó khăn, hạn chế bởi việc áp dụng các rào cản kỹ thuật đối với thương mại TPT hay nhóm các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật SPS. Do vậy, khả năng hội nhập theo kịp đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp trong khu vực của doanh nghiệp trong nước cũng không dễ dàng, nhất là trong bối cảnh chuẩn bị cho việc hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN vào cuối năm 2015. Hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN nó sẽ còn tiếp tục sâu rộng hơn nữa, nhưng mà nó rất nhiều chiều cạnh, gắn với vấn đề phát triển, gắn với kinh doanh. Cho nên cái cách làm ăn của mình cũng phải biết, vừa phải biết tận dụng và vừa gắn những cái, thì cái chất làm ăn ấy nó vừa dài hạn mà nó bền vững. Có thể nói đấy là những điểm rất là cơ bản hay là những cái điểm rất là thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam mà cần vượt qua. Theo Bộ Công Thương, khi AEC hình thành, các doanh nghiệp Việt Nam có thể kinh doanh hàng hóa tại các nước ASEAN gần như bán hàng trong nước. Các thủ tục xuất nhập khẩu sẽ đơn giản hơn, cùng với việc cải cách thủ tục, tiến tới hệ thống hải quan một cửa hay cho phép tự chứng nhận xuất xứ sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thông qua hàng hóa dễ dàng hơn sang các thị trường ASEAN, nhằm giúp các doanh nghiệp vững vàng trước sự cạnh tranh của các nước trong khối. Các chuyên gia trong ngành nhấn mạnh, các doanh nghiệp nên tận dụng thời gian tự đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, quảng bá hình ảnh, xây dựng thương hiệu. Doanh nghiệp cần chắc chân trên thị trường nội địa, tạo nền tảng vững chắc trước khi tiến ra thị trường xuất khẩu. Bên cạnh đó, phải nâng cao năng lực cạnh tranh. Nếu không chuẩn bị tốt, Việt Nam sẽ không tận dụng được cơ hội mà AEC mang lại, mà phải đối mặt với thách thức nhiều hơn. Ngoài ra, khi thực hiện mục tiêu AEC vào cuối năm 2015, thì bắt buộc phải thực hiện những cam kết liên quan đến sở hữu trí tuệ, bảo vệ người tiêu dùng, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Lao động có kỹ năng, vốn tài chính. Các doanh nghiệp Việt Nam phải chuẩn bị tốt hơn trong việc bảo vệ thương hiệu cũng như đảm bảo chất lượng mẫu mã tốt hơn. Ngoài ra, để hỗ trợ doanh nghiệp, Hiệp hội tăng cường cung cấp thông tin giúp cộng đồng doanh nghiệp nhận thức đầy đủ những cơ hội và thách thức khi chính thức hội nhập AEC. Thưa quý vị và các bạn, để chủ động cân đối cung cầu, bảo đảm đủ các mặt hàng thiết yếu, không để biến động lớn về giá cả thị trường và chuẩn bị tốt các điều kiện để người dân đón Tết Nguyên đán Ất Mùi, các bộ ngành, địa phương đang thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa. Từ những ngày đầu tháng 1 năm 2015, nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân đã có chiều hướng tăng. Ngành công thương cho biết, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ trong tháng trước Tết sẽ tăng khoảng 20% so với các tháng trong năm. Để chuẩn bị tốt nguồn hàng, ngành công thương đã triển khai việc tạm trữ hàng. Qua cái báo cáo của các tỉnh thành trên toàn quốc, thì như vậy là các cái tỉnh, thành phố, địa phương, kể cả đến các hộ kinh doanh và các tổng công ty doanh nghiệp, thì cũng đã chuẩn bị được hàng hóa cỡ khoảng 200.000 tỷ đồng Việt Nam. Như vậy là tăng hơn khoảng 10% so với năm 2013. Và hiện nay thì cái công tác mà kiểm tra giám sát trong cái dịp Tết về cái vệ sinh an toàn thực phẩm, rồi là cái việc là sử dụng các hàng hóa để có nguồn gốc để đảm bảo cho cái đời sống của nhân dân là hết sức là quan trọng. Thì Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo cái lực lượng quản lý thị trường trên địa bàn toàn quốc là hết sức là chú trọng đến công tác này. Tỉnh Nam Định cũng đã có văn bản chỉ đạo các ngành các cấp để mà chuẩn bị các cái lực lượng hàng hóa để phục vụ cho nhân dân trong kỳ đón Tết. Chúng tôi đã chỉ đạo ngành công thương để rà soát, nắm bắt lại các cái lực lượng hàng hóa như lương thực, thịt lợn, rồi các cái hàng hóa thiết yếu để phục vụ cho nhân dân, để đã có cái lực lượng dự trữ khi mà có nhu cầu có sự biến động thì chúng tôi sẽ đưa hàng hóa lại ra để phục vụ nhân dân. Tại các thành phố lớn, nhu cầu tiêu dùng cao như là Hà Nội,
Sở Công Thương Hà Nội cho biết, nhiều doanh nghiệp đã chuẩn bị nguồn hàng dồi dào để phục vụ Tết Nguyên đán, với cam kết giá cả ổn định. Đến nay thì 14 doanh nghiệp tham gia bình ổn giá của thành phố đã dự kiến sẽ cung cấp đầy đủ 7 mặt hàng thiết yếu với số lượng gấp đôi, trị giá hàng ngàn tỷ đồng để phục vụ bà con. Tất cả các doanh nghiệp đều cam kết là sẽ đáp ứng đủ hàng hóa cho người dân trên địa bàn thành phố và cam kết là không tăng giá. Công ty Thương mại Hà Nội cũng vẫn như mọi năm có chủ trương là lồng ghép với chương trình phục vụ Tết với chương trình bình ổn giá. Chúng tôi đã và đang thực hiện những chương trình bán hàng lưu động ở nông thôn. Và trong dịp Tết này thì cái chương trình bán hàng nông thôn cũng được triển khai tiếp lồng ghép với chương trình bình ổn giá, tức là tất cả những cái sản phẩm trong chương trình bình ổn giá cũng được đưa về các thị trường nông thôn để chúng tôi phục vụ bà con. Và năm nay thì tổng ty có kế hoạch là mở 3 cái hội chợ Tết ở tại 3 huyện ngoại thành, kết hợp với cả một số các cái doanh nghiệp ở tại các cái huyện ngoại thành đó để tạo cái sự vui tươi phấn khởi và cung ứng những nguồn hàng Việt Nam chất lượng cao để phục vụ bà con. Thực hiện chỉ đạo chung của Bộ Công Thương thì đối với tổng công ty cổ phần vi rượu nước giải khát Hà Nội là chúng tôi đã chuẩn bị xong hàng Tết và chúng tôi đảm bảo rằng năm nay là một cái Tết chúng tôi sẽ cung ứng lượng hàng đầy đủ và không bị thiếu hụt và sẽ không có chuyện sốt giá. Một loạt các cái sản phẩm mới và mẫu mã mới cũng đã được ra đời, đáp ứng được thị hiếu cũng như đáp ứng được sự mong mỏi của các cái người tiêu dùng trong cả nước, nhất là đối với thủ đô Hà Nội. Ngoài việc chủ động chuẩn bị hàng hóa dồi dào, giá cả hợp lý bảo đảm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trước, trong và sau Tết, các cơ quan, đơn vị chức năng của địa phương cũng đã lên kế hoạch kiên quyết đấu tranh chống đầu cơ buôn lậu, chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng. Về phía Bộ Công Thương đã phát động một cái đợt cao điểm về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt liên quan đến các cái hàng hóa mà phục vụ nhu cầu của Tết, và đặc biệt là cũng quan tâm đến những cái mặt hàng hiện nay là cấm nhập khẩu, ví dụ như pháo, thuốc nổ và những cái sản phẩm độc hại. Thì hiện nay chúng tôi cũng đã có những cái chỉ đạo hết sức là quyết liệt của Bộ trưởng Bộ Công Thương, và hiện nay chúng tôi cũng đang phối hợp rất chặt chẽ với các sở công thương, với các chi cục quản lý thị trường và đặc biệt là kể cả các cái cơ quan có chức năng, ví dụ như hải quan, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển và các lực lượng công an ở trên khắp các cái tỉnh thành trên toàn quốc để thực hiện cái nhiệm vụ này. Chúng tôi cũng đã triển khai đối với lực lượng quản lý thị trường và phối kết hợp với thuế, công an, các lực lượng khác trên địa bàn ấy là phải tăng cường kiểm tra kiểm soát về chống buôn lậu này, hàng giả, hàng kém chất lượng, và nhất là đối với giá cả và vệ sinh an toàn thực phẩm, là vệ sinh an toàn thực phẩm là đặt lên hàng đầu. Ngoài việc dự trữ và bán hàng Tết phục vụ chung cho bà con nhân dân, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các địa phương, các doanh nghiệp tổ chức các chuyến hàng về nông thôn và khu công nghiệp để phục vụ cho công nhân và bà con vùng sâu, vùng xa. Ngoài ra, các trung tâm bán hàng cũng được triển khai để kích cầu tiêu dùng trong dịp Tết tại một số huyện ở các địa phương.